đơn giản nhưng cũng khó, như là ở bến xe, ở bãi xe rồi cái gì. Nhưng mà nếu mà muốn kỷ niệm thì là phải là cảnh trường đua. Ở cảnh trường đua là những cái đặc cảnh rất là khó. À, lúc đó thì anh cũng có cảnh trường đua là lúc nào cũng về sớm, được thư thản, vừa quay phim vừa ngắm cảnh. Nó cái bộ phim nó rất là hài hước. Đó, vậy thôi à. Dạ, trong cái phim thì tiếng Hoa của mình có tương tác nhiều với lại quý vị đọc là các bạn đọc. Có một lớp diễn rất là thú vị của anh Bạch Long và anh với lại anh Thành Lộc. Anh Lộc là sếp, tự như là sếp ở ngay cái bến xe đó. Và anh với lại anh Bạch Long là cũng như là nhân viên. Có một cái lớp rất thú vị, nhưng mà đón xem cái lớp đó là khi mà đối chất giữa anh Thành Lộc với lại hai ông nhân viên này nhiều chuyện nè. Có một cái buổi đối chất đó là dí dỏm và hài hước của anh Thành Lộc, Bạch Long và anh. Cái lớp rất là thú vị, mọi người nhớ đón xem nha. Dạ, nhận biết là sắp tới mình có tham gia cái nhận của team không anh Hoàng Trang Hà đi ạ? Hiện giờ thì anh đang vừa quay xong Bác Ba Phi, và bây giờ là đang quay cái Rắn Hổ Mang, một phim truyền hình Rắn Hổ Mang, đang song hành làm cái này, và bây giờ đang hoàn thiện cái khâu đó là hậu kỳ của phim Bác Ba Phi. Là bộ phim Bác Ba Phi là bộ phim hài dân gian rất là thú vị. Hứa Minh Đạt đóng vai là Tư Lương, là con của Bác Ba Phi, con trai của Bác Ba Phi, thì có những cái câu chuyện dân gian nói về cái sự trào phúng giữa ông quan ở huyện ở đó và Bác Ba Phi, và những cái đại diện cho những người dân thẳng tính, cũng như là cái chất hài đó, chất hài miền Tây rất là thú vị. Nhưng mà đón xem bộ phim đó thì mọi người sẽ thấy được cái tuổi thơ của mình ở đó. Thường thường trong những sự kiện thì em thấy chị dạ cũng hay đi, hôm nay là chị bận việc nên sao không thấy được không anh? Đúng rồi, hôm nay là chị dạ bận quay, nên chị dạ không tới được để mừng Bin ra mắt. Đây là bộ phim đầu tay Bin làm đạo diễn, nên là anh chị em nghệ sĩ ai cũng mừng hết. Nhớ ngày nào còn đi theo ba đi khấu hài nhỏ xíu vậy nè, còn bây giờ bự như một con voi, mà bây giờ là một cái sản phẩm mà không là làm đạo diễn, cầm như là thuyền trưởng của một cái tác phẩm mới như vậy, thì rất là thú vị và ai cũng chúc mừng em hết. Ví dụ như là thành công hay thất bại gì cũng không sao hết, tại vì đây là cái đánh dấu cái sự đầu tiên thì là ấn tượng của Bin. Hai vợ chồng bận việc như vậy thì cái việc chăm sóc con mình có gặp nhiều khó khăn không anh? Việc khó khăn thì hai vợ chồng thường hay là chia sẻ nhau, dù như anh bận với lại mẹ bận thì ở nhà có ông bà, với lại bây giờ con anh cũng lớn rồi cũng gì hết, tại vì đã biết tự gắng muốn đi học rồi, một đứa lớp 3, một đứa lớp 5 rồi, thì đứa đi học về nó đang muốn tự học bài. Bây giờ cái vấn đề chăm sóc cũng gì như là ba mẹ cũng sẽ quan tâm về những cái vấn đề học hành, nó rất là quan trọng. Chứ bây giờ là cũng lớn hết rồi nên anh cũng đỡ, nên hai vợ chồng chuyên tâm về nghệ thuật nhiều hơn. Hai đứa con của anh thì nó có năng khiếu về nghệ thuật không? Anh có định là hai vợ chồng hướng cho nó đi theo nghệ thuật không? Là hai đứa con anh thì đứa nào cũng có cái năng khiếu, như cái sự hài hước của ba với mẹ nó hết. Đều có một đứa đều thiên về cái nghệ thuật, ví dụ như là thằng nhỏ thì nó vẽ rất là đẹp, nhưng thằng lớn nó lại là thông minh về công nghệ hơn. Thì cái này cũng như là trước mắt đó là anh phải cho nó học hết tất cả những cái bộ môn gì trong trường, còn sau này có theo nghệ thuật hay không là do cái đam mê của nó nữa. Dù nó có đam mê thì mới làm được, nghệ thuật là phải đam mê, chứ mà không đam mê hay là làm giống người này giống người kia không được, mình nghệ thuật là phải đam mê mới làm. Dạ, rồi kêu gọi mọi người ủng hộ với ra mài giúp em nha. Các bạn thân mến, hãy nhớ đón xem web drama Đây Là Ông Già Của Tao. Các bạn hãy nhớ đón xem và giới thiệu cho nhiều người cùng đón xem nha. Rất là vui nhộn đó nha. Cảm ơn anh nhiều.